để tăng hiệu quả trong huấn luyện mà vẫn đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, thì yếu tố đảm bảo cơ sở vật chất luyện tập thường xuyên vô cùng quan trọng. Thiết bị mô phỏng huấn luyện dạng bán tự nhiên tổ hợp S-300PMU-1 do Viện Tên lửa nghiên cứu thiết kế là một trong những phương án nâng cao chất lượng huấn luyện cho Bộ đội Phòng không Không quân. Nội dung nghiên cứu khoa học của thiết bị liên quan đến một loạt các lĩnh vực khoa học tiên tiến hiện đại, hiện đang là nền tảng và là giải pháp mũi nhọn cho nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ, mô phỏng sử dụng trong huấn luyện, mô phỏng đài radar, xử lý tín hiệu radar, kỹ thuật và ứng dụng các thuật toán xử lý tín hiệu, kỹ thuật bản đồ số và mô phỏng địa hình địa vật dạng 3D, kỹ thuật tích hợp hệ thống. Ngoài nhu cầu cấp thiết của các đơn vị sử dụng tổ hợp S-300PMU-1 về thiết bị huấn luyện hiện đại, còn thể hiện ở tính vượt trội của thiết bị huấn luyện mô phỏng so với các thiết bị huấn luyện khác, đó là sự đa dạng, sát thực tế chiến đấu của các bài tập. Nhờ đó kỹ năng thực hành được nâng cao, mô phỏng được các tác động chiến trường, nâng cao được bản lĩnh, giám sát trong thời gian thực hành các thao tác, đồng thời thông báo cảnh báo kịp thời, chấm điểm theo nhiều tiêu chí, bao gồm cả đánh giá thời điểm phóng nằm trong vùng phóng, giúp cho nâng cao chất lượng huấn luyện. Với thiết bị mô phỏng này, sẽ linh hoạt trong việc tạo tình huống nhằm tăng số lượng bài và khả năng thay đổi tham số mục tiêu đáp ứng theo yêu cầu tác chiến khác nhau. Đối với thiết bị mô phỏng này thì nó còn vận dụng được mọi điều kiện thời tiết. Ví dụ như khí tài chúng ta là hiện tại ví dụ như triển khai ra thời tiết mưa gió hay là thời tiết nó nắng quá thì ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của khí tài. Thì đối với thiết bị mô phỏng ta có thể huấn luyện được trong mọi điều kiện, mọi thời gian. Còn với thiết bị mô phỏng huấn luyện kíp chiến đấu cabin UNK-2TM của Đài Điều khiển Tên lửa Phòng không S-125-2TM đã bước đầu xây dựng được một quy trình huấn luyện khá hoàn chỉnh, từ tạo bài tập đến đánh giá trên một thiết bị huấn luyện bán tự nhiên. Thiết bị mô phỏng huấn luyện đầy đủ các tham số kỹ chiến thuật của khí tài thật cho đến kênh vô tuyến. Kíp trắc thủ có thể vận hành thiết bị như khí tài thật để thực hành kiểm tra rút gọn, kiểm tra mở rộng, luyện tập phát hiện, bắt, bám sát mục tiêu, lựa chọn kênh quan sát, phương pháp bám sát và phương pháp dẫn, chuẩn bị các dữ liệu bắn ban đầu, phóng tên lửa và đánh giá các kết quả bắn, chống nhiễu vô tuyến tích cực, chống nhiễu vô tuyến tiêu cực, chống tên lửa chống radar với các dạng mục tiêu đơn, mục tiêu tốp, mục tiêu bay thấp, mục tiêu mặt đất, mặt nước. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng chấm điểm cho các vị trí của kíp trắc thủ trên hình thức bán tự động, có sự hỗ trợ đánh giá của giáo viên. Với thiết bị mô phỏng huấn luyện dạng bán tự nhiên, tổ hợp S-300PMU-1 và huấn luyện kíp chiến đấu của cabin UNK-2TM-HL đã khẳng định chúng ta hoàn toàn có khả năng từng bước tiến tới làm chủ kỹ thuật tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-1, tên lửa phòng không S-125. Từ đây sẽ là nền tảng, cơ hội tốt để Viện Tên lửa, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự có thể tiến tới đề xuất thực hiện các đề tài về thiết bị huấn luyện kiểu mô phỏng bán tự nhiên và cho các tổ hợp vũ khí khác nhau đang rất cần cho nhu cầu quân đội.